cái con đuông dừa ở Việt Nam mình á là nó màu trắng 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 mà nó nhỏ con bằng một nửa con này là cùng một con này nó bự chà quá, con này ở trong rừng Amazon nó bự kinh khủng luôn mà nó vàng khè nha các bạn. Bên nó từ cây palm tree nha, nó từ cái cây giống như cây cỏ nha, nó đừng cắn tao nha làm ơn. Các bạn nhìn nó bự lắm các bạn, ôi lúc nhúc luôn, đừng cắn nha các bạn, nhìn cái con nó bự cỡ này, wow, nó bự ghê nè, cắn một cái là ngập miệng luôn. Nhưng mà ở đây chưa thấy người dân người ta ăn cái này sống các bạn, thấy đang nướng lên thôi, không biết là có ăn được sống không. Vô trong rừng họ sẽ chỉ mình, áo quà ông này ông cựa mạnh quá, giật mình bé cửa thôi đó bạn nhìn. Hello các bạn thân yêu, là Tuấn Bụi đây, mình đang có mặt ở tại sân bay của Florida các bạn. Xin chào đón các bạn đến với tiểu bang Florida nắng ấm của Hoa Kỳ. Hay không nha, những cái vấn đề ở chỗ là gì ta, chúng ta không có dừng ở đây nha các bạn, đây chỉ là một cái trạm trung chuyển thôi để mà chúng ta đi tới cái nơi mà chúng ta cần phải trải nghiệm. Đi tiếp các bạn ơi, không được dừng đây đâu, let's go. Thank you. Hello các bạn, xin chào đón các bạn đến với thủ đô Bogota của ai đây ta, chữ gì đây ta, Colombia. Chào đón các bạn đến với đất nước Colombia nha. Nhưng mà cái đáng tiếc là chỗ gì biết không ạ, đây không phải là điểm dừng của chúng ta. Mình đang ở trên cái chuyến bay chuẩn bị tiếp tục đi về cái chỗ mà chúng ta sẽ trải nghiệm hành trình các bạn. Nhưng mà dự đúng là hứa với bản thân ha, là tới quốc gia nào, đất nước nào sẽ uống bia và của đất nước đó. Mời các bạn chai bia Club Colombia. Bia Colombia ngon mình. Ngon lắm. Uống dấu đừng cho tiếp viên thấy, tại vì cái này mua ở sân bay Club Colombia các bạn. Tuyệt vời, đất nước nào cũng có bia của đất nước đó hết, đi các nơi thử hết. Mát giảm ăn luôn. Ok, tiếp tục lên đường các bạn ơi. Mình xuống sân bay rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy sau lưng mình không? Chào đón các bạn đến với thủ đô Quito của Ecuador nha. Mình đang có mặt tại đất nước Ecuador các bạn. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ không dừng ở đây, là cũng không được dừng ở đây luôn. Cái chỗ mà chúng ta sẽ trải nghiệm và du lịch đó là vẫn chưa tới các bạn, vẫn đang ở phía trước chúng ta. Lại tiếp tục lên đường. Trời, lên máy bay xuống máy bay em mới ói luôn, ớn quá rồi. Ui, đi tiếp mà vẫn phải đi tiếp các bạn. Let's go. Thank you. Chúng ta tới rồi các bạn. Xin chào đón các bạn tới thị trấn Coca nha, một cái thị trấn rất là nhỏ của đất nước Ecuador thôi nhưng mà rất là nổi tiếng về du lịch cho các bạn. Và vì sao nó nổi tiếng thì mình sẽ nói các bạn sau. Nó nhỏ tới mức độ các bạn nhìn nè, xung quanh mình chỉ có một cái lằn duy nhất để mà lấy hành lý thôi, nó nhỏ xíu vậy đó. Rất là nhỏ thôi, rất là đơn sơ thôi. Đi nha các bạn. Bây giờ vẫn là chưa cái chỗ mình dừng lại đâu. Đây vẫn là cái trạm trung chuyển thôi. Cái chỗ mà chúng ta đi trải nghiệm và chúng ta đi du lịch đó vẫn còn ở phía trước các bạn. Tiếp tục lên đường nè. Wow, hy vọng là cái chỗ mình tới du lịch và trải nghiệm cùng các bạn nó xứng đáng nha. Tại vì lên xuống máy bay nhiều lần lắm rồi đó, cực lắm rồi đó. Let's go. Chúng ta đi ra ngoài nha các bạn, đi ra khỏi cái sân bay nhỏ của thị trấn Coca này. Các bạn nhìn nè, chưa xong nữa nha. Tất cả các chuyến bay như vậy chỉ đưa mình tới là một 80% quãng đường thôi. Bây giờ sẽ có người đón mình nè, là tiếp tục leo lên xe hơi nè. Hi, how you doing? Tony. I'm Tony. Hey, yeah. How you doing? I mean, I'm fine. I'm going to be your guide. Yes, I want to let him too. So she's gonna go on a water expedition. So. Okay. Okay. Yeah. Please, we're gonna go movies over there. I want to train is where you gonna go? What do you need? Okay. Okay. Cool. Đó các bạn. Có người ra đón anh em mình xong rồi sẽ đi những cái chỗ nào cần thiết, mua sắm những cái thứ cần thiết để chuẩn bị cho cái chuyến hành trình của chúng mình đó ha. Wow. Gì mà công phu dữ vậy ta? Bây giờ mình sẽ cho các bạn biết là tại sao mà hai anh em mà lên xuống máy bay nhiều lần như vậy, khổ sở như vậy. Đi đâu mà khổ vậy? Anh đi đâu mà khổ vậy? Đi vào rừng Amazon ở với người bộ lạc. Wow, đi sâu vào trong rừng Amazon ở với người bộ lạc. Về lâu về dài tương lai là họ không còn nữa các bạn.
về họ lấn dần rồi những cái hiện đại về cuộc sống dần dần làm họ biến mất. Đây là một cái tư liệu rất là quý cần phải lưu lại trong thời điểm bây giờ với những con người ở sâu trong rừng, ở cách xa văn minh hiện đại. Wow, rất là đáng để leo lên được xuống máy bay rất nhiều lần luôn các bạn. Let's go. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy, chúng ta nhìn sơ sơ qua đường phố của thị trấn Coca của Ecuador nha. Đây là một thị trấn nhỏ nhưng mà rất là nổi tiếng về du lịch đó các bạn. Tại vì sao? Tại vì nó giáp sát với rừng Amazon các bạn. Cái nơi mà các bạn muốn vào rừng Amazon, các bạn phải tới cái thành phố này, tới cái thị trấn này. Bây giờ những cái người hướng dẫn du lịch đó, họ đang bạn hướng dẫn du lịch mà những cái người mà anh em mình mướn riêng về du lịch đó, họ sẽ dẫn đi, dẫn vào trong trung tâm của thành phố Coca. Và ở đó chúng ta sẽ đến những cái cửa hàng để mua sắm những cái thứ cần thiết để mà đi vào trong rừng. Tại vì khi mà vào rừng sâu rồi, bạn hoàn toàn không còn có thể làm gì được nữa hết. Chỉ là hoàn toàn sử dụng những cái vật mà mình đang có để mà sống sót được ở đó 1 tuần đến 10 ngày thôi ha. Bây giờ đang đi mua đồ nữa các bạn. Đây là đường phố của Ecuador, một thị trấn nhỏ nha, không phải là thủ đô nha. Thủ đô Quito là khác nha. Uống xe cộ đầy đủ của ta một thứ rồi ha. Lái xe ngồi đúng hướng như ở bên Mỹ bình thường. Người dân cũng bày bán hàng hóa bên kia ở dưới đường. Họ cũng là cái văn hóa. Ôi, I'm sorry. Hãy không. Mà mình cover cái mirror. Họ cũng là cái văn hóa mặt tiền, các bạn thấy không? Bất cứ ai có mặt tiền có thể chỗ ra đường là mở cửa hàng cửa hiệu để buôn bán. Đó. Những cái xe bán hàng trái cây đông lạnh để nó trên đá nè, rất là mát rồi. Cái đất nước Nam Mỹ này hầu như đều có như vậy hết. Một dạng xe này ở Việt Nam mình được cấm rồi đúng không bạn? Không được lưu thông nữa. Đó, người dân nè. Cái cửa hàng cửa hiệu nè các bạn. Chúng ta sẽ dừng ở cái khu này để mua nha, những cái thứ cần thiết. Các bạn thử coi là để đi vào trong chỗ người thổ dân ở trong đó thì cần cái gì nhá. Let's go. Đây cũng là một người nữa trong nhóm du lịch, các bạn có thể nhìn thấy cái vóc dáng của ảnh là cũng là người thổ dân. Anthony. Dạ. Cũng là người thổ dân ở trong kia, bây giờ họ đang ngoài này. Đây cũng đây cũng vậy các bạn. Hai hai cho đuôi. Các bạn nhìn thấy không? Họ người thấp thấp thôi nhưng rất là mạnh ngang, rất là khỏe mạnh. Dạ. Hey. Họ cũng dần dần tràn ra ngoài cuộc sống hiện đại nè các bạn, để làm những việc ngoài này kiếm tiền á. Hai hai cho đuôi. Yeah. Oh hey, I'm sorry. Yeah, bây giờ chúng ta đã vào những cái cửa hàng cửa hiệu, các bạn nhìn thấy không? Xung quanh này bán buôn. Oh, that's why yeah. Trời ơi, họ vận chuyển hành lý mình sau cái trời cái vali của mình, hành trình bao nhiêu lâu rồi? Pantalon rồi, bữa nay đúng là chính thức rách luôn. Ngoài cái chuyện hai anh em mình đi du lịch ra thì có sao nói vậy, mình đi du lịch như thế nào mình nói hết cho các bạn biết để các bạn đi sâu rồi là biết nha, chứ không phải là cứ đến xuất hiện xong về. Andy đang giao cho bà chủ tour 1.000 đô các bạn, để bà ấy mua những cái thực phẩm và những cái thứ cần thiết để cho hai anh em có thể sống được 7 ngày tới 10 ngày ở trong rừng sâu đó, kể cả là dầu xăng dầu để đi thuyền vào các bạn. Anh em mình sẽ quay đủ tất cả những cái này để các bạn và mà sau này có tiến bước vào Amazon mà có để mà trải nghiệm á, đều sẽ có những kinh nghiệm nhất định để mà biết để mà đưa với họ ha, không bị họ hốt ha. Đó, bây giờ họ sẽ đi mua đồ nè. Đây cũng dạng như một cái dạng tiền cọc á, để họ chắc chắn là họ sẽ dẫn vào Amazon để cho cái tour đi cho nó smooth đó các bạn. Because she need little bit of time, she's gonna go to buy it, no? Okay. But now she have a money, she's gonna go to buy it, so food and like. Can we go with you guys? In after yeah, but now she's gonna go walk around this area. Chị ấy bây giờ sẽ tách đoàn ra một chút và đi mua những cái thứ cần thiết. Còn mình đang muốn hỏi là cho tụi tôi đi chung được không, để nhận được không? Dạ. Okay. Anh em đang hỏi còn đã cần phải mua cái ủng không các bạn, tại vì trong đó nó rất là ẩm ướt á, nếu mà đi săn chạy này kia này nọ thì lỡ phải đạp sình đạp bùn á. Đó, ổng đang gật đầu nè, có thể là sẽ phải mua mấy đi hoặc là bà sẽ chuẩn bị trước em luôn. Oh sorry. Dạ, khi mà tới I'm sorry, mình bước ra ngoài này nha, để mình nói chuyện với các bạn cho thoải mái. Ở trong cái vali hành lý của anh em mình đi á, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho cái chuyến đi này, lúc nào cũng có những cái bình thuốc để xịt về côn trùng cho các bạn. Cái thuốc xịt côn trùng là không thể thiếu được, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà các bạn muốn giữ da thì nhớ đem kem chống nắng nha. Và cái thứ ba nữa là phải mua cái ủng các bạn, tại bên trong đó là các bạn biết là đầm lầy với lại bùn sình rất là nhiều thì ẩm ướt lắm. Nếu người ta dẫn mình đi săn hoặc là kể cả đi bình thường thôi, mình đạp những cái giày bình thường như này là coi như là banh tao lông nha, banh sát. Tất cả những cái đó mình phải mua. Cái nữa mà hai anh em mình đi tới đâu cũng phải có, đó là bia. Đang hỏi thì coi là bên trong nó có bia không, nếu không có bia thì ngoài này anh em mình bưng 3-4 thùng ha.
để lên trên ghe xong chạy vô trong chổng. Tại vô đó rồi thì mình phải chén chú chén anh với mấy anh thổ dân chứ các bạn, không nhận không? Con xe này sẽ đưa mấy anh em đi mua đồ, mua xăng, mua dầu các bạn, để chuẩn bị lên ghe, lên thuyền này kia để mà đi vào trong rừng. Đó, đang chất hành lý đằng sau này nè. Ây da, đó. Ok, lên đường. Hey. Chúng ta đã đi bộ ra ngoài cái chỗ chợ này các bạn, để coi là có bán buôn cái gì không thì chúng ta sẽ mua ha. Đây là một cái công viên ở giữa trung tâm của Coca. Đi qua bên Ecuador mà không vào cho Amazon thì đó là một thiếu sót cực kỳ lớn luôn, mà lớn khủng khiếp luôn. Các bạn nhìn, các bạn biết là cái rừng Amazon đó, nó phủ rất là nhiều quốc gia phải không? Kể cả Guyana rồi French Guiana này kia này nọ. Thế nhưng mà tất cả các quốc gia đó, nếu mà nói về cái du lịch mà để mà làm, để mà đi vào trong rừng Amazon này kia này nọ đó, thì thực sự là quá thất vọng. Họ không biết tận dụng du lịch các bạn, họ không biết làm những cái tour để mà dẫn khách du lịch vào trong những cái khu rừng nguyên sinh mà đi vào gặp các cái bộ lạc vẫn còn sống sót, vẫn còn làm, vẫn còn, có nghĩa là cực kỳ là thiểu số luôn, dần mất dần theo thời gian ở trong rừng sâu trong Amazon như vậy. Đó là một cái điều tuyệt vời, một kiến thức mà không có sách vở nào có thể dạy được hết, phải tự đi trải nghiệm mới biết được. Vậy mà họ không làm được các bạn, chỉ có thằng Ecuador này làm được thôi, và rất nhiều cái tour của Ecuador này làm. Đây là một trong những cái tour mà anh em mình đi. Hy vọng cái chuyến đi này qua video này tất cả mọi thứ mà các bạn thấy hài lòng với cái tour anh tour guide này, mình cũng giới thiệu luôn và để số điện thoại của anh trên đó, các bạn đi qua anh nha, không phải lo lắng gì hết. Ok, hai anh em mình làm chụp ảnh cho mọi người. Ok, để coi cái tour này như nào, quá tuyệt vời. Một khi mà đã lên xe, đã lên trên cano mà phóng thẳng vô trong rừng Amazon rồi, trong đó là không có cái gì khác ngoài nước rồi chăn rắn cá sấu và tất cả các loại động vật, từ những cái con nhỏ nhất là đĩa vắt ruồi muỗi, còn lại không có một cái gì. Anh nói là muốn bất cứ một cái gì ở ngoài này, tụi bay mua ngoài này vô trước đi, khi vô trong đó là không có bất cứ một cái gì hết. Cho nên bây giờ đi bưng bia các bạn. Quên nữa, mình nhìn cái nhà thuốc ở đây mình mới nhớ là anh em đi đâu cũng có cái bộ thuốc đầy đủ các bạn. Tới Amazon nhớ nha, vô trong đó mà bị bất cứ một cái bệnh gì mà cần bác sĩ bất kia này kia nọ, họ chạy họ đưa bạn ra tới thành phố rồi chắc là lên cùng ngồi cùng với ông bà ngắm gà khỏa thân ăn xôi rồi nha, không có kịp nữa đâu. Mà người, mà cái người hiện đại của mình đó, đi vô trong đó đó, cái sức đề kháng của mình so với cái người dân ở trong đó không bằng một nửa đâu các bạn, kém lắm. Sức đề kháng của họ cực tốt luôn, họ sống sao không được, rồi mỗi tắm rửa nước dơ về họ mất ngủ vô thôi luôn. Mà mình chỉ cần hớp hai hớp thôi là nhiều bữa sau nằm, nhiều khi sốt ở nhà lên cơn sốt, cho nên phải chuẩn bị toàn bộ thuốc sốt nè, thuốc ải chĩa nè, cái thuốc để mà cản thằng Tào Tháo nó dí phải có, tại đồ ăn của họ mình chưa chắc mình quen đâu, ở trong rừng mà. Rồi những cái thuốc như là thuốc chống dưỡng nè, hoặc là thuốc ngủ nữa. Nhiều khi vô đó mình không quen cái này rồi, nó làm một viên á phê phê ngủ không, nhưng mà cái đó mình có thể chữa được bằng mấy thùng bia của anh em mình bưng vô. ở ngoài đường mà những cái nước mà gần sát cái rừng Amazon, các bạn thấy cái thùng rác như thế này không? Ở những cái video trước mình đã giải thích cho các bạn rồi đó, tại sao người ta làm thùng rác cứ chứa toàn bộ cái trên này dưới này hai cái cột, các bạn nhớ không, mình giải thích không? Là tại vì để cho thú ở rừng Amazon buổi tối nó đói nó bò ra, nó trèo lên cái cột trơn như vậy đó, rất là khó khăn. Và khi mà nó trèo lên cái thanh trên này, nó trèo để lên thùng rác đó, thì nó ngửa ra mà khả năng nó rớt xuống, nó rụng xuống, nó không có vô phá rất là nhiều, thì đỡ dơ các bạn. Chứ nó vô trong đó nó lục rác này kia nó, nếu mà để dưới đất bình thường như kiểu các quốc gia bình thường khác đó, nó lục banh ta luôn các bạn, nó ăn nó lôi tùm lum la dơ giấy lắm đó. Ban đêm là thú ở trong rừng Amazon ra các bạn. Đây là đường phố, các bạn nhìn thấy là đường phố hàng ngày của họ đấy nha. Nhưng mà bữa sau chúng ta đi thăm ở thủ đô Quito thì sẽ là khác nha. Đây là một thị trấn nhỏ sát rừng Amazon thôi, một thị trấn du lịch khá nổi tiếng ha, tên là Coca chứ không phải Cola nha, Coca thôi. Đây là đường phố của họ nè. Mình không có lấy cái này làm quy chuẩn cho thủ đô nha các bạn. Thủ đô thì bữa sau mình với các bạn sẽ lên và sẽ tham quan, mình sẽ biết chính xác hơn. Đó, mình đang đi bộ trên đường nè, cuộc sống thanh bình các bạn ha, cũng không có đông đúc gì. Đây là thành phố trung tâm các bạn, cái khu này là phố chính luôn rồi. Wow. Ở các nước Nam Mỹ thì các bạn hay thấy người ta chạy rất là nhiều những cái xe mô tô nhỏ, giống như là xe cào cào, xe leo núi á, hoặc là xe máy này đó, họ chạy rất là nhanh. Các bạn phải cẩn thận khi mà đeo đồng hồ hoặc là đeo túi sách hoặc là cầm camera quay này kia, lúc nào cũng phải tỉnh nha. Họ phóng ngang một cái họ giật rất là nhanh luôn nha. Và về đêm họ không phải là phóng ngang qua không, họ dừng lại và họ xuống chấn lột rồi đó, cho nên cẩn thận mấy nước Nam Mỹ. Chỗ này yên bình quá. Khí hậu ở đây đi vào những cái tháng mà cuối năm này các bạn rất là mát nha. Còn lại thì thôi rồi lượm ơi. Ở ngay cạnh cái dòng sông, đây là dòng sông Amazon nha các bạn. Ngay cạnh dòng sông ở đây thì có một cái tượng đài rất là đẹp các bạn. Đây là tượng đài để tưởng nhớ về ông Francisco nha các bạn. Đây là một cái nhà thám hiểm về hàng hải các bạn.
ổng là người đã xuống cái vùng dưới Amazon này để đi tìm hiểu các cái con sông thời đó. Ổng sinh ra năm 1511 và chết năm 1546. Ổng mới có 30 mấy tuổi ổng chết đó các bạn, ổng chết rất là trẻ luôn, nhà thám hiểm nổi tiếng. Cái hồi đó, đó các bạn, khi mà tìm ra cái dòng sông Amazon này á, ổng đi tìm hiểu toàn bộ đây, hồi đó nó gọi là Orellana. Orellana là cái mực, 2015 là cái bức tượng này lúc đó bắt đầu mới được dựng lên. Thì sau này người ta mới gọi nó là Amazon, chứ trước cái tên của nó là Orellana. Đó. Ông này là cái người ông đang chỉ về cái hướng mà ông chỉ về cái hướng của dòng sông Amazon chạy phía dưới đó các bạn. Cái hướng mà ông đã thám hiểm và lưu lại toàn bộ lịch sử cho nhân loại đó. Tuyệt vời các bạn ha. Đi tiếp nha. Dạ, là khu du lịch cho nên các bạn sẽ thấy rất là nhiều cảnh sát hay đi vòng để bảo vệ an toàn cho mọi người. Các bạn biết là từ cái làng này đó, cái thị trấn này đó gần sát Amazon nhất rồi. Mà lát hồi nữa là phải nhảy lên trên cái xe thùng hồi nãy mà quăng đồ hành lý lên đó các bạn. Lên trên đó ngồi chạy 2 tiếng đồng hồ vào sát trong cánh rừng ngoài của Amazon, vào trong sâu trong sông Amazon trong đó thì mới có ghe để mà chạy bên trong nữa. Dã man các bạn thấy không? Nó khủng khiếp lớn vậy đó. Trời, phải nói là cái chuyến này quá là cực, quá là quê luôn. Nhưng mà xứng đáng các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là cái thị trấn khá là vắng đúng không các bạn? Nhưng mà thực ra mà nói những cái người mà đi ở ngoài đây mà nếu mà không phải là người dân bản địa hoặc ở đây nhìn là biết liền, nhìn cái kiểu dáng Amazon của họ nhìn là biết liền các bạn. Còn lại ra mà không giống những người Amazon thì là 100% khách du lịch các bạn nha. Họ bán những cái đồ lưu niệm nè, những cái đồ này họ nhưng mà lông lá của các cái loại chim ở trong rừng Amazon họ giết á, họ tẩm ướp xong rồi họ làm khô, họ xỏ thành những cái khuyên tai hoặc là những cái vòng đeo. Họ đã tạo ra những cái này các bạn nè, những cái cây này là cây dừa, cây palm á, cây palm tree á, không biết gọi là gì đó, cây cọ đó các bạn, yeah. Hoặc là dừa ha, ở đây có loại gỗ cây ha, hay họ rất là khéo tay, hoặc là những cái vòng các bạn. Đây là sự may mắn, có sức khỏe cũng như này nọ theo cái phong tục tập quán của họ ha, mà họ bán. Thì khách du lịch muốn mua thì mua, các bạn nhìn nè, thấy không? Amazon Ecuador, Coca nè các bạn, Coca là cái thị trấn này đó. Tên dễ nhớ ha, rất là đẹp các bạn ha. Những cái thủ công này làm hoàn toàn bằng tay, không có cái gì gọi là công nghiệp hết. Họ cứ ngồi họ đục đẽo như vậy thôi, đẹp ha. Ở đây là cái này là Dreamcatcher, tiếng Anh không biết tiếng Việt Nam gọi là cái gì ta. Để nắm bắt những cái giấc mơ đẹp với các bạn, ai đâu rồi tiếng Việt gọi như nào. Các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái poster như thế này, những cái tấm quảng cáo mà người dân xung quanh đây họ bán những cái đồ lưu niệm của mày, họ đánh rất là nhiều cái chữ là Orellana, các bạn thấy không? Đó là cái tên của dòng sông Amazon này, trước khi là từ cái thời ngày xưa cái nhà thám hiểm đó họ tìm ra các bạn, là cái tên như vậy, và họ vẫn sử dụng cái tên nguyên thủy như vậy nhiều hơn là sử dụng cái từ Amazon nha các bạn nhé, mà thế giới hiện đại biết bây giờ. Cái đó làm nên một cảm giác rất là hay các bạn. Tuyệt vời, không ngờ có một ngày mình có thể đứng ở đây. Một tuyệt vời nữa khi mà mình có thể gặp thổ dân ở trong kia. Trời ơi, mình nôn dễ sợ luôn, muốn vô ghê luôn. Các bạn nhìn nè, đây là người nữ. Họ mặc rất là đẹp, họ trang trí như này. Đi vào trong kia các bạn thấy là họ sẽ còn đơn giản hơn nữa nha. Ở trong đó thì bây giờ họ quen với lại khách du lịch này kia vào nhiều đó, thì họ mới quần áo này kia này nọ họ mặc nhiều, chứ ngày xưa thì cuộc sống rất là yên bình các bạn. Họ đạp xe đi dạo này kia nọ. Ở đây có một cái cây rất là lớn, cái cây mình không biết tên nó là gì luôn, giống như cây đa làng ha, lớn kia không. Nam thanh nữ tú ngồi tụ hết ở chỗ này, ở còn cái bãi ngay cái bãi sông này. Ở ngoài này có bãi thuyền các bạn nè. Giống như là bến ngự. Đó. Có một cái con thuyền này thì nhà hàng các bạn nhé. Xuống đây uống bia rồi ăn uống, nó sẽ đi dọc sông Amazon để cho nhìn ngắm ha. Nhưng mà mình nghĩ ban ngày thì có thể nhìn cái xíu đẹp, chứ còn buổi tối thì các bạn biết là Amazon mà nó tối thui, nó đâu có gì đâu, đèn đóm gì đâu. Chỉ có cái con thuyền này có lẽ là đẹp nhất trên dòng sông. Đó, mọi người tụ đây rất là nhiều các bạn. Đây là một bãi thuyền. Khá là đẹp và yên bình ha. Rất là hay. Bến Ninh Kiều, Andy. Kia là một cái thuyền nữa các bạn, thuyền đó thì không có ăn uống gì hết, không có nhạt nhẽo gì hết, chỉ lên nó ngồi tâm sự với nhau thôi, xong đi dọc Amazon này nhìn thôi ha. Vì là cái thành phố du lịch mà Amazon cho nên là có rất là nhiều những cái tour người ta du lịch, người ta tổ chức như này các bạn. Các bạn tới thị trấn Coca các bạn sẽ thấy là có rất nhiều cái tour du lịch họ quảng cáo ở đây nha, để em đi nha. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận nha. Tại vì vàng thau lẫn lộn nha. Mình phải cực kỳ cẩn thận và tìm hiểu thông tin trước khi ký kết với một cái đoàn nào đi đưa mình vào trong rừng nha. Tại vì các bạn biết là vào trong đó rồi, điện thoại không có, internet không có bất cứ một cái gì hết. Cái cuộc sống, cái mạng sống của mình là dựa vào họ nha. Đưa hoàn toàn vào tay họ, cho nên là phải tìm cho những người thực sự mình tin tưởng nha các bạn. Nha. Không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài đâu. Hoàn toàn ngồi trong nồi nha. Đóng nắp luôn.
rất là nhiều cảnh sát đi vòng vòng ở trong cái khu phố du lịch này các bạn. Cái điều đó nói lên hai điều. Điều thứ nhất á là họ rất là để ý và quan tâm đến khách du lịch để không xảy ra cái chuyện gì ảnh hưởng đến cái du lịch ở đây, người ta không kiếm tiền được. Người dân ở trong này cũng đang buôn bán ở đây rồi mà các bạn. Đó là cái phía thứ nhất. Phía thứ hai nữa nói là một gì? Tại sao nhiều cảnh sát vậy? Có tệ nạn, chắc chắn là có móc túi, có này có kia, có lừa đảo, có này nọ. Thì cảnh sát ở đây để bảo hành cái an toàn cho mình. Cho nên nói chung là có cảnh sát là có cảnh sát, nhưng mình phải cực kỳ cẩn thận nha các bạn nha. Các khu phố du lịch mà. Đi nãy giờ chưa biết là mua cái gì nữa, cái chị gái kia chị sẽ đi mua gần như toàn bộ. Anh em mình chỉ yêu cầu một cái là thêm bia thôi. Phải có bia tụi tao, tại tối thì khi tụi tao không ngủ được, tụi tao cũng muốn ngồi vui, ngồi tâm sự với nhau để họ kể về cuộc sống của họ như thế nào các bạn ha. Thì phải có bia vô thì họ ngàn ngàn họ mới kể rõ được các bạn ha. Lúc đó không phân biệt mày là du lịch hay mày là gì nữa. Tao sẽ nghe tao kể nè. Đó. Lại phải mua bia mới được. Người dân có rất nhiều những cái xe bán trái cây dạng như này các bạn. Xoài nè. Hay. À, cốc nè. Cái trái này trái gì vậy ta? Cái này là trái xoài non các bạn không? Cái xoài nhỏ xíu. Đây thích chứ. Thôi, đó, mình quay này phải mua ủng hộ cho ông nha. It's a big. I want to try it. Manguillo, mango es pequeñito. Mango? Mango pequeñito. Yeah, it's sweet. Manguillo. It's sweet, I don't know. Mình không biết là họ bán như thế nào, nhưng mà cứ để mình lấy một đồng này mình đưa cho ông, xong nói ông đưa cho mình một đồng thôi. I just $1. $1? Yeah. Mình đưa lại một đồng, không biết là ông bán nhiêu. Để cứ đưa để mình thử cái ổ xoài này coi, tại nó nhỏ xíu à, xoài gì kia cũng các bạn ơi. Look at this. Xoài nè. Trời đất ơi, mà ông nói ăn được mới ghê chứ, nhỏ xíu mà ông đứng lột luôn kìa. Oh, it's good. Đó. Ờ, các bạn coi là ông một trái. Mình đưa một đô, mình mới được một. Ôi, this is gonna blow around. You hear? Here, okay? Yeah. Đi. Ờ, không biết, thấy ông bốc hai trái. Thì coi là một đồng mua được bao nhiêu nha. Ở đây họ dùng tiền đô như bình thường nha các bạn. Đây là xoài, ông xẻ nhỏ đó rồi. Đây là cốc mà ông đã lột sẵn rồi. Xong rồi họ rắc muối, những cái muối ấy này kia nọ đó. Ồ, ông cho mình nguyên bịch luôn chứ đâu phải là ấy đâu. Yeah. You have chili, like pimienta, jalapeno, hay là pimienta, chili no. No chili, okay. No. You can put, yeah. Pimienta. Okay, yeah. You can put whatever you want. Đó, ông xịt tương tiêu rồi muối ớt cùng lưng ra rắc nó. Ông vắt thêm chanh nữa các bạn. Oh, nice. Oh, thank you. That's it. Alright, thank you. Yeah. Đây là các bạn. Một đô nè, cái trái cóc nhỏ xíu mà ông đứng lột từng trái một ra luôn. Ủa trái xoài chứ mà lột quá xoài chứ. Lột từng trái một xong rồi cho muối, cho tiêu. Các bạn chờ xíu nha, để mình kẹp lại cái máy cùng thử nha. Ông bên này ông chạy đâu rồi kiếm được các bạn ơi. Nhìn vòng vòng thấy đâu. Ê, ra thử. Ôi, một đi. Họ đang chuyển hàng. Các bạn thử. Thử, ơi. Thử trái xoài các bạn nha. Chua quá. Nhưng mà hơn có muối mà. Nhai nhãn cái hồn các bạn. Nhìn hơi dơ các bạn, thôi ngậm. Sorry. Nào. Làm trái nữa các bạn ơi, chua chua ngon. Really good, you want one? Oh yes. Yeah. Thank you sir. Phải nói. Cốc hả? Tưởng trái cốc, xoài á. Xoài á thì. Xoài nè, nhìn nè. Ồ, trái xoài nhỏ. Xoài con hả? Xoài chút xíu không? Một cốc nè. Không phải có đâu. Cái trái gì á, nhìn nó lạ luôn á. Ở đây có rất nhiều những cái gian hàng của người địa phương, ở đây họ bán đồ ăn của người thổ dân Amazon cho khách du lịch các bạn. Các bạn nhìn nè, họ có những cái bánh lá mà họ gói trong lá nha. Ở đây các bạn nhìn thấy nè. Đây là con đuông các bạn, cái con này nó sống ở trong thân cỏ nha, thân cây cỏ đó. Xong rồi nó bị già, nó mục rửa xong rồi đó, cái con này nó ăn cho nó nè. Xong rồi họ có con sống nha, họ có con sống họ ăn nữa. Nhưng mà khách du lịch họ sợ những cái con lúc nhúc mà. Cho nên họ đem ở đây họ xiên trong cây xong họ để ở đây họ bán cái con nướng như vậy nè các bạn. Hai anh em mình đang gọi ba cây nè, họ đang nướng nè. Ủa mà sao cái con này nó bự dữ vậy ta? Cái ngón tay mình nè các bạn. Nó bự lắm luôn á. Trời ơi, nó lúc nhúc vậy đó hả? Ôi con này là con còn sống nguyên luôn hả? Holy shit. Ôi gì vậy? Ủa nó. Trời ơi, nó cắn luôn ta. Trời ơi, bự dữ sợ luôn. Sao nó bự dữ vậy? Con này còn sống luôn. Wow. Nó bự lắm các bạn. Nhìn nè. Ôi má ơi. Trời ơi sao nó vô lúc nhúc. Các bạn biết cái con đuông dừa mà ở Việt Nam thì mình ăn rồi. Ôi đuông dừa bỏ cho nước mắm ớt mình ăn rồi. Nhưng mà cái con đuông ở tại rừng Amazon các bạn nha.
À, bao nhiêu khó khăn mới qua đây được. Mày hả bưởi? Ừ, ăn thử coi sao các bạn. Nó không còn sống nữa, nó hết lúc nhúc rồi cho nên đỡ, chứ là nó bự chà bá như vậy. Các bạn so nó với cái ngón tay của mình rồi. Nó bự thiệt sự luôn á, cái con này đúng là cơ bắp luôn. Ừ, các bạn nhìn nè. Wow, cái thân của nó thì ô nó chảy nước rồi các bạn. Nó nhiều nước nè. Cái nước của nó rất là mỡ vàng nha. Các bạn nhìn nè. Nè, cái giọt vàng vàng mỡ ơi nè, nó chảy ra nè. Đó. Các bạn nhìn cái đầu nó thân. Chắc là bỏ cái đầu đi chứ hả? Hey, how you doing? Mời các bạn nha. Cái đầu. Sorry. I'll set it back later. Nó hơi mới lụm lên. Nướng nó lên rồi nó khô quá các bạn, nó khô đét rồi. Mặc dù nó vẫn có cái vị của nó. Wow. Nó khô đét rồi, nó không còn cái nó chà bá lửa không nội ngoại à. Cái con đuông này á, đuông cọ này hay là đuông dưỡng vậy, nó đều có một cái số người ăn vô bị dưỡng các bạn nha. Cho nên đi tới đây mà thử những cái món vật liệu này nên có cái thuốc dưỡng trong cái ba lô vali của mình ha. Nếu không có là mai nó sưng dù lên không thấy được đâu á. Mời các bạn. Thank you. Cái đầu không? Ngon mà. Người dân ở trong này, trong đường Amazon các bạn, người ta ăn rất là nhiều củ khoai mì nha. Mà miền Bắc mình gọi là củ sắn á. Trong miền Nam gọi khoai mì các bạn. Họ ăn nhiều cái này lắm. Từ cái này họ tạo ra nước uống rồi. Tạo ra thực phẩm các loại bồn nữa để dùng lâu dài trong năm nữa. Hợp với khô ăn dần nữa. Oh, got it. It's nice, nice, nice. Oh, you gotta do like that so it's gonna like getting dry. Beautiful. It looks so beautiful, các bạn. Trời ơi, kêu nhiều quá nha. Chà bá lửa. Làm thêm con bự nữa các bạn. Con này con mới nấu ra. Ây da, còn nóng quá. Ngon quá. Lấy hợp. Nhưng mà con này ngon, cái con mới ngon quá. Con nãy hình như là người ta cắm ở kia á, mà khách du lịch tới gọi người ta mới ra, người ta nướng lại cho nên nó bị khô á. Con này mới lấy ra lúc nhúc ra các bạn ạ. Ngọt nha, ngon ha. Mình gọi một cây mới này cho cô bạn này, cô làm coi sao các bạn. Đó, cô lấy cây ra nè, cô bóc nè. Wow, rồi cô cứ lụm cô đấy, đâm thẳng qua luôn. Rồi xong, tội nghiệp mấy bé đang còn lúc nhúc trên cây các bạn thấy không, đỏ xiên qua luôn. Họ bán là một đô 4 con các bạn nhé, 25 cent cho một con đuông cọ. Ú, đang lúc nhúc luôn nè. Đang lúc nhúc luôn nè. Đó, đó. Ê, cái này mà các bạn nào mà theo hội động vật thì đừng lên án mình nha. Tại vì cái đây là cái hàng ngày của người ta nha. Mình chỉ quay lại cho các bạn coi thôi, chúng ta trải nghiệm thôi. Thế đây cuộc sống hàng ngày tự nhiên của họ ha. Ở trong rừng họ bắt được con gì ăn được là ăn rồi. Không nói nhiều, để sinh tồn mà. Wow. Mình chở nó đi ha, cho nó đều đều đó, nó là chín đều xung quanh. Sau đây các bạn nha, hôm nay mình cũng sát sinh luôn. Wow, tự mình sẽ làm cái cây của mình luôn các bạn ơi. Tại bạn gái này bạn ra ngoài cũng tâm sự quá, bạn có cái nước ở đây nè, và quét quét nó lên xong rồi lộn nó đi thôi, lộn tới lộn lui cho nó thơm. Ây da, nóng quá. Cái nước này có gia vị, có muối này kia các bạn, với một chút dầu á, cho nó đừng bị cháy á. Tuyệt vời, ngon quá. Đó, tự chế biến đồ ăn mình luôn đó, thành người Amazon nè. Ây da. You have to pay me later, okay? See, I'll do the food. Ngon quá. Hả? Oh, chờ ăn con này thôi, ngon quá. Lâu quá rồi mới được ăn đuông. Sao mày gọi cho nhiều cho dữ vô. Quá trời quá đất các bạn. Nhi, mời các bạn nha. Con này vừa mới nói, ây da, nóng quá con này. Ăn xong đi, này đang nóng quá. Thằng nhóc này nguội hơn nè. Mày hả bưởi, lôi nó ra. Núp 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 núp. Tương ớt. Tương ớt vô ngon, cái đậu cứng ngắc quá. Mời các bạn nha.
Ngồi trên cái đầu đang còn lông 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 trên cái đầu nó các bạn thấy cái lông 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 ghê quá không? Đốt hết lông rồi. Tương ớt các bạn giống như Tabasco vậy. Ngon. Ngon nhờ mình ăn nhiều vậy. Không biết có bị gì không? Hy vọng nó không bị gì không? Chứ chết luôn. Đang đi quay không? Chỉ trải nghiệm với các bạn mà giờ chỉ ứng cái không? Mắt mũi mặt sưng dù dù thôi thua. Không biết nữa. Chở cây vô trọng không? Điếc hơn. Những cái đồ ăn của người dùng Amazon đây người ta rất là gần thiên nhiên các bạn. Cho nên là khá là tốt các bạn. Các loại rau củ là một không nói nha. Rau củ rất là nhiều loại rồi, rất là ngon kể cả đây nè. Khoai ăn khoai mì các bạn biết rồi đúng không? Khoai mì củ sắn cũng rất là nhiều luôn. Khoai củ khoai cũng có luôn, khoai lang có, khoai tây có luôn. Và những cái con đang trong rất trong tự nhiên nữa các bạn. Còn ăn những cái cây palm tree, những cây dừa, cây này nọ đó. Toàn là thằng thực phẩm rất là tự nhiên các bạn nha. Tuyệt vời. Không có quá chất này kia nọ rồi tranh giành nhau rồi ẩm ướp này kia nọ cho kiểu là thế giới hiện đại của mình đâu. Chính họ như vậy họ ăn đồ của họ là tuyệt vời các bạn. Mình tới mình ăn thì rất là ngon, rất là tuyệt vời. Chỉ lớn cái là cái hệ điều hành của người hiện đại mình nó khác. Cái sức đề kháng hệ điều hành của mình nó khác. Nó vô mà đụng cái đồ ăn của họ mà nó như vậy đó. Nhiều khi có những người bị dưỡng này kia nọ đó. Không, ăn không được, đau bụng. Chứ thực sự mà nói là rất là ngon. Có một cái nữa. Ăn con cuối không? Tâm sự các bạn nốt luôn. Là những cái con này á, nó hoàn toàn tự nhiên. Họ ở sát rừng Amazon rồi. Rừng Amazon cái palm tree, cái cọ này nó nhiều cách khủng khiếp. Muốn bao nhiêu chẳng có. Bắt con này bao nhiêu chẳng được. Họ không cần phải nuôi, không phải giả bờ. Cái con đuông ở Việt Nam mình, cái con đuông dừa á, không phải là lúc nào cũng có thân dừa đâu. Người ta bắt xong rồi người ta nuôi giống công nghiệp mà. Người ta nuôi trong cái thùng, người ta quăng dừa cho nó ăn trong cái thùng cá tông. Người ta giao cho các nhà hàng. Nó thật sự nó không còn là con tự nhiên nữa. Các bạn thấy không? Do người ta nuôi. Còn đây thực sự tự nhiên các bạn. Bước vô rừng một cái đầy. Người ta chỉ gõ vô cái thân cây mấy phát là người ta biết là có được hay không. Mình xuống người ta bóc ra lên. Cho mày bán luôn cả tháng không hết. Thử nhìn một cái khu chợ bán chợ hải sản của người dân các bạn nè. Mình từ xa mình thấy họ treo như cá nhám, cá mập các bạn cũng có luôn kìa. Oh yeah, very fresh, huh? Really fresh. Oh, this is like shark, you know. Ủa sao giống piranha nè. Yeah, cá này cá ăn thịt người các bạn. Yeah, piranha. Like, đúng rồi. Piranha. Yeah. No, giống như vậy thôi. Looks like piranha, it's not a piranha. Oh, looks like piranha. Giống họ hàng với lại cá. Cái này giờ họ đánh bắt hàng ngày đó các bạn, rất là tươi từ sông thôi, tuyệt vời không? Rồi cả nguyên cái hồ nè. Cũng để không khí sủi cho cá nó bơi giống y như là ở chợ của mình hả? Đây. Ủa cá hoàn toàn tươi. Cái này đánh lên hàng ngày luôn các bạn. Nhưng mà người dân ở đây thì họ cũng chẳng cần lắm đâu, họ chỉ đây là bán cho những cái người gọi là bắt đầu đi làm hiện đại đó các bạn, đi làm cho để đi làm kiếm tiền rồi đó. Chứ người dân thực sự sâu mà họ có thuyền này kia họ tự đánh bắt được. Wow, cá tươi ghê, cá hồng. Mấy con này mà hấp hành rồi thôi tuyệt vời, con ăn ngon ha. Đúng con cá này đúng là cái dòng họ của cá ăn thịt người. Các bạn nhìn cái miệng nó răng kìa. Răng trắng nè. Wow. Cá rất là tươi nha. Tuyệt vời ghê luôn. Quá tươi luôn. Những con gà sao vàng khè bị treo ngược trời rồi. Bự dữ sợ. Đây là một cái chợ nhỏ của thị trấn các bạn. Rất nhanh gọn ha. Ồ, ở đây có bán gì nữa, chúng ta thử đi vô ngắm xíu ha. Đây cũng là một trải nghiệm đúng không các bạn, để coi người dân họ sống như thế nào, ở sát rừng Amazon. Hello ma'am, how are you doing? Oh, họ có mực nè, mực ấy nè. Họ có giống như bạch tuộc nhỏ các bạn. Y con sò huyết nè, sò lông á. Sò lông nha, đồ nhậu nha. Tôm nè. Ồ, có loại tôm lớn. Yeah, sò lông đó. Bữa sau mua uống bia. Có loại cá tươi các bạn.
mình đứng ngay kế bên đây mà hoàn toàn không có mùi tanh gì hết nha, rất là tươi nha. Họ ướp đá, họ bán hàng ngày. Đây là con cá hồng hả? Cá hồng biển hả? Hay cá hồng sông ta? Wow, tươi lắm. Đi đến cái chợ nhìn nhìn kiểu này thấy hơi hơi nhớ Sài Gòn các bạn. Cũng giống giống vậy ha. Họ quăng đá vô để cho nó giữ giữ tươi. Nhưng mà đến tầm giờ này rồi mấy con dịu này thì có lẽ là đến ngày mai mình nhìn thấy tôm hùm luôn các bạn. Lobster kìa. Có luôn, có luôn. Đó, xung quanh là những cái thùng. Những cái thùng này họ đựng đá các bạn, mỗi buổi sáng các bạn biết là mỗi buổi sáng sớm giống như nửa gần như nửa đêm vậy. Những cái thuyền nhỏ đánh cá đó họ tràn vào bờ một cái là những cái người thương lái ở đây họ lấy hết. Họ chất vào những cái thùng mút này xong rồi họ chất vào những cái tủ lạnh này kia. Tủ lạnh như vậy chứ hoàn toàn không có cắm điện đâu các bạn. Tất cả là tủ lạnh thôi, bên trong là quăng đá trong đó hết. Xong rồi quăng cá lên, có một lớp cá, lớp đá, lớp cá, lớp đá. Có thể có xíu muối nữa để giữ cho nó được tươi đúng không ạ? Nếu mà khách tới mua họ cào tại chỗ luôn. $5 for that. Cái con cá nó chỉ làm này sạch sẽ rồi làm ruột rồi chặt nhỏ ra chỉ lấy $5 các bạn, $5 nhé. Tươi ha, quá ngon. Ngoài phương tiện là xe hơi ra thì người dân đi rất là nhiều xe máy các bạn thấy không? Cái xe máy như kiểu ở Việt Nam mình á. Và họ còn còn tự chế này nữa, là đón cái xe này họ lắp cái thùng vô, họ cắt cái bánh đằng trước đi. Xong thì họ hay đi đuôi. Thì họ chở được nhiều người hơn các bạn để mà cái vận chuyển nó được gọi là sao, gọi là gọi là gì ta? Gọi là xứng đáng hơn á. Thay vì chở được một người thì chở được bốn người ha. Rủ nhau cùng đi làm. Sống rất là yên bình các bạn, đúng là một thị trấn nhỏ mà không có sự xô bồ đâu, người dân ở đây khá là thân thiện, vui vẻ. Đây là một cái cửa hàng gạo các bạn nè, họ có bán gà con để cho các ai muốn mua về nuôi thì mua nè. Đó, một cái chuồng gà con như vậy nè. Wow, rất là dễ thương các bạn, rất là đẹp luôn. Hay các bạn ha. Bán trứng bây giờ để lâu quá người ta chưa mua kịp nở ra thôi bán con luôn. Hello. Ở dưới cái mái vòm này các bạn, người dân họ đem những cái bàn gỗ ra họ đặt khu chợ, gọi là khu chợ bán nông sản, họ để những cái đồ nông sản họ trồng được từ trong rừng trong vườn đó các bạn. Đây là những cái nải chuối nè, đu đủ nè, kia là lá chuối các bạn để mà gói gói là bánh đó. Mình nhìn thấy rất là nhiều là chuối và đu đủ nha các bạn, nhìn thấy chuối của rừng Amazon nè, nó dài nó bự mà nó quái thai không thể chịu nổi, nó bự lắm các bạn, nó dài lắm. Là cái gang tay của mình gang tay mình là hơn 20 phân nha, khoảng 22 phân á, gang tay mình cũng lớn á. Và nhìn nè, nếu mà cái này nó đang cong nha, nếu mà nó dài nữa thì mình không tới nổi 2/3 trái chuối nữa. Các bạn thấy không, nhìn rất quái lạ ha. Mình không hiểu là họ ăn theo kiểu như là người hiện đại mình ăn hay là họ nấu lên với cái món họ nấu bánh á. Rất nhiều chuối các bạn, rất nhiều buồn chuối. Nè, có loại chuối nhỏ như hiện đại nữa nè. Nhưng mà cái chuối chà bá lửa kia là nhiều nhất. Các bạn thấy không, mỗi người một cái ghế, mỗi người một cái bàn, họ đem ở đây họ đặt xong họ ngồi họ bán. Cuối buổi có lẽ là họ xếp vào tới đây, cái bàn xếp mà họ đem đi thôi ha. Kia là rất nhiều loại nước này kia nọ. Để mình cùng với mọi người đi coi qua bên đây coi. Họ bán những cái loại nước dâu rồi mật ong này kia nọ đồ. Họ ngâm, họ giống như ngâm thuốc bắc các bạn. Các bạn thấy họ ngâm giống kiểu ngâm thuốc bắc đó, các loại lá cây, lá rễ này nọ đó. Dưới này có cái củ gì giống như củ gừng vậy ta. Về thuốc bắc thì mình không biết nha. Các bạn nhìn này, bạn nào biết cái gì thì nói hộ mình nha. Cái này phải quế không ta? Hey, how you doing? Đó, họ ngâm rất là nhiều. Từ những cái lá cây mà đặc biệt của rừng Amazon ha. Họ nghiên cứu những cái bài thuốc họ ngâm để chữa bệnh người sao? Ngày xưa làm gì có thuốc như cái bây giờ mà lấy cái viên thuốc chống cảm ra mà uống nữa các bạn. Toàn lá cây rễ cây hết. Những người ngồi bán hàng mà họ ngâm ra những cái vị thuốc như này bây giờ thì là chỉ ngồi bán cho khách du lịch cho vui, nhưng mà đối với ngày xưa họ là những người thầy pháp, những cái người bác sĩ chữa bệnh của bản làng nữa các bạn. Anh này anh bán cái chai thuốc này ngâm bằng những cái rễ cây ở trong rừng ngâm này để cho cái phần này nè. Uống cái này vô là nguyên một đêm mà chân giường kìa, kêu ông nội nè. Ok. Anh bán một chai $5 nhưng mà anh em mình mua làm chi? Đi có hai anh em được không à? Không có cô nào kế bên nó uống chi mấy cái thứ này mệt lắm à. Cho nên là mua một đô thôi, một ly uống thử rồi sao? Sao có ra gì không? It's included a little bit of cachaça. Các bạn nè, không biết anh ngâm cái gì mà nó đen 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 như vậy nè. Nó giống như là Coca-Cola vậy, xì dầu á.
Wow. Oh, it's good. Look. It's good. Hey. Hey. Làm gì cứng lè dữ vậy? Trời ơi, mới uống cứng rồi. Okay. Not right now, but later, right? Later. Okay, cool. Thấy không? Làm gì lên lè vậy? Nè, khoan. Uống miếng này. Oh, it's good. It's good. It's beatable, it's good. Yeah. Nó rất là đắng nhưng mà rất là hay các bạn. Hay trả cho anh đồng, để uống thử mà. Uống thử đi, trả anh đồng thôi. À. Thank you. Dạ, có rồi. Nó cay nồng. Mưa xuống các bạn ơi, mưa. Mưa kìa, Ok, thôi video thì dài rồi, mình tạm dừng ở đây cho các bạn phải theo hai anh em mình đi theo dõi để coi cái bước chân đi vào cái cuộc hành trình đi vào thăm người thổ dân sâu trong rừng Amazon như thế nào nhá. Đây không những là phim về cuộc sống, phim về hành trình trải nghiệm mà còn là một cái tư liệu rất hay các bạn. Tại vì lâu về dài trong tương lai á, họ sẽ mai một dần. Những cái người mà sinh ra lớn lên thanh niên trong đó họ cũng bỏ trong đó họ đi vào thành phố họ sống hết để mà họ kiếm tiền các bạn. Tại trong đó thì thực tế toàn người già với lại trẻ em không à. Cho nên dần dần là nó sẽ biến mất dần ha. Ok. Thôi giờ mưa rồi, phải bỏ chạy và đi mua đồ để chuẩn bị còn đi vào trong rừng nữa. Ok, cái đó là cái video sau nha. Hi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Hey. It's raining, raining. Bye. Yes. Oh, chicha. Maybe later, now? Maybe later. Yeah. Những người thanh niên họ đang ngồi uống chicha các bạn. Ở trong video mình cũng sẽ nói với các bạn coi là chicha là họ tạo ra cái món chicha từ như thế nào nha. Để coi các bạn có đủ can đảm thử không ha. Toàn bộ thanh niên ngồi thành một đám rất lớn ở đó đi uống, vào đây cũng đang bày ra nè. Họ muốn uống bằng cái nửa trái dừa khô để ráo các bạn. Tuyệt vời. Yeah. Thích quá, mình thực sự quá may mắn. Có thể có một cuộc sống đi trải nghiệm như này quá tuyệt vời.